Anna cũng nhiều rồi mà, 22 rồi mà. Quay máy đi anh chị nè. Bé này như vừa rồi quay đầu mà ta. Sao em biết? Được chưa? Ừ.
nhìn ra thử nè. Bao đi, bao kem đi, tùng là qua lấy. Bao đi rồi qua lấy. Nè, bao là em bày cách bao rồi cho chị đi. Đi làm bình thường chị. Đi làm bình thường không có vấn đề gì. Tầm tuần này tuần chứ là phải qua lấy nha. Mụn nó không lấy là dùng kem nó cũng đỡ, nhưng mà nó đỡ được rất là ít, nên là phải lấy nha, phải lấy. Nhưng mà lấy mụn phải qua đây lấy, chứ lấy chỗ không. Không, ý em nói mình ví dụ chị chờ em muốn bao là cỡ bao lâu là em lấy mình làm được. Đúng một tuần, mấy ngày cũng được. Còn đi em ok. Ok, dùng kem một tuần qua lấy em được. Cho trừ họ đụng vô sưng này, giống như cái cục ở cầm vậy nè, đụng vô sưng này. Lì dễ sợ. Cái ra không thử trời.